Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Trong những ngày đầu tháng 2 năm 2024, tại các sân bay khu vực phía Bắc đang xảy ra các hiện tượng sương mù, mây thấp, tầm nhìn giảm dưới tiêu chuẩn khai thác bay, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động bay. Đặc biệt tại khu vực sân bay Nội Bài, thành phố Hà Nội, tầm nhìn ngang có thời điểm đã giảm sâu xuống dưới 300 mét. Theo thống kê của cơ quan khí tượng, trường hợp này chỉ xuất hiện 3 lần trong vòng 10 năm trở lại đây. Sương mù là hiện tượng thời tiết xảy ra khi nhiệt độ không khí gần mặt đất giảm tiệm cận với nhiệt độ điểm sương, khiến hơi nước ngưng tụ thành những giọt nước li ti hoặc tinh thể băng. Sự ngưng tụ này làm giảm tầm nhìn và có thể gây ra các tình trạng nguy hiểm tiềm tàng, đặc biệt đối với hoạt động tại sân bay. Hiện tượng thời tiết xấu như mưa dông, sương mù thường diễn biến phức tạp, đột ngột gây ra nhiều khó khăn cho công tác dự báo. Đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, việc xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan kéo dài là yếu tố khó lường gây ảnh hưởng không nhỏ đối với các hoạt động dân sinh. Trước thực trạng đó, để đảm bảo an toàn cho các chuyến bay, giảm thiểu tối đa tình trạng tắc nghẽn tại các sân bay khu vực miền Bắc khi xảy ra hiện tượng sương mù, Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam VATM đã triển khai đồng bộ các biện pháp trong công tác dự báo thời tiết, quản lý luồng không lưu và điều hành bay. Ngay trong đêm 31 tháng 1, VATM đã áp dụng phương thức khai thác trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, LVP tại sân bay Nội Bài. Phương thức khai thác này có mục đích đảm bảo an toàn, điều hòa và hiệu suất cho tất cả các hoạt động bay tại sân bay Nội Bài trong điều kiện tầm nhìn giảm xuống dưới tiêu chuẩn khai thác bình thường. Trong phương thức LVP, các chuyến bay được chỉ định thực hiện phương thức tiếp cận chính xác ILS-CAT-2, đường cất hạ cánh 11R. Để có thể thực hiện phương thức này, ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật đối với các trang thiết bị thì kiểm soát viên không lưu điều hành bay và phi công phải có trình độ cao, được sự phê chuẩn của Cục Hàng không Việt Nam. Bên cạnh phương thức LVP, VATM cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai quy trình điều tiết luồng không lưu trong điều kiện thời tiết bất lợi. Quy trình này là một trong các biện pháp quản lý nguồn không lưu nhằm cân bằng nhu cầu hoạt động bay và năng lực khai thác tại sân bay khi xảy ra các hiện tượng thời tiết xấu. Để thực hiện quy trình điều tiết luồng không lưu, cần sự tham gia của nhiều đơn vị trong và ngoài VATM nhằm phối hợp đưa ra quyết định như Công ty Quản lý Bay Miền Bắc, Công ty Quản lý Bay Miền Trung, Công ty Quản lý Bay Miền Nam, Trung tâm Quản lý Luồng Không Lưu, Trung tâm Khí tượng Hàng không, Trung tâm Thông báo Tin tức Hàng không, các trung tâm phòng điều hành sân bay của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, các trung tâm điều hành khai thác của các hãng hàng không, Cảng vụ Hàng không Miền Bắc, Cảng vụ Hàng không Miền Nam. Ngoài việc áp dụng các phương thức điều hành bay và biện pháp quản lý luồng không lưu, VATM nghiên cứu phối hợp thảo luận chuyên môn với Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác dự báo thời tiết, đặc biệt trong những thời điểm thường xảy ra các hiện tượng thời tiết xấu, ảnh hưởng đến hoạt động bay. Ngày 4 tháng 2, VATM đã tổ chức cuộc họp do Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Công chủ trì để nhìn nhận, xem xét và đề ra các biện pháp tăng cường, đảm bảo hoạt động bay an toàn, điều hòa, hiệu quả trong điều kiện thời tiết bất lợi. Cuộc họp được tổ chức trực tiếp tại trụ sở tổng công ty, kết nối trực tuyến trên phạm vi toàn quốc và có sự tham gia của đại diện Cục Hàng không Việt Nam, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cùng tất cả các cơ quan, đơn vị của VATM. Trong thời gian tới, VATM sẽ tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để nâng cao chất lượng dịch vụ, tích cực chủ động phòng tránh, hạn chế và giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực do diễn biến thời tiết ảnh hưởng tới hoạt động bay. Nhiều người đã bất ngờ khi thấy bầu trời Hà Nội chìm trong sương mù trắng xóa, có thời điểm chất lượng không khí được đánh giá ô nhiễm nhất thế giới. Ngoài ra, tình trạng mưa phùn, nồm ẩm từ nhiều ngày nay cũng khiến cuộc sống của người dân Hà Nội và các tỉnh, thành thuộc đồng bằng Bắc Bộ bị đảo lộn, ảnh hưởng sức khỏe. Lý giải về hiện tượng thời tiết này, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho biết, những ngày qua không khí ẩm từ vịnh Bắc Bộ theo đới gió Đông Nam, ở rìa phía Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu lệch đông. Không khí lạnh liên tục bổ sung nhưng chỉ ở lớp mỏng sát bề mặt khiến nhiệt độ bề mặt thấp hơn so với nhiệt độ ở khoảng độ cao 900 m, tạo ra lớp nghịch nhiệt khiến không khí bụi bẩn, hơi ẩm bị dồn nén ở lớp sát mặt đất, gây ra hiện tượng mưa phùn, sương mù và ô nhiễm không khí. Bên cạnh đó, trời lặng gió khiến không khí ít bị xáo trộn, tập trung ở bề mặt. Sương mù ở nước ta thường xảy ra vào các tháng từ cuối mùa thu đến cuối mùa xuân, nhiều và mạnh nhất vào các tháng mùa đông nên hiện tượng sương mù như hiện tại là bình thường. Trong điều kiện sương mù, mưa phùn kèm ô nhiễm không khí, người dân cần lưu ý khi hoạt động ngoài trời bảo vệ sức khỏe. Khi tham gia giao thông, đặc biệt trên quốc lộ, mọi người cần kiểm soát tốc độ trong trường hợp tầm nhìn hạn chế. Ông Lâm khuyến cáo, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thêm, theo dự báo, tình trạng sương mù dày và mưa phùn khả năng kéo dài đến khoảng sáng ngày 4 tháng 2.
từ mùng 5 tháng 2, sương mù và mưa phùn xu hướng giảm do có bộ phận không khí lạnh yếu di chuyển xuống các tỉnh miền Bắc nước ta. Người dân vừa trải qua ngày cuối tuần với tình trạng sương mù, mưa phùn tiếp diễn ở nhiều địa phương miền Bắc, trong đó có Hà Nội. Độ ẩm tăng cao trong khi thời tiết ấm dần cũng khiến nồm ẩm kéo dài. Ngày mùng 3 tháng 2, tình trạng sương mù và mưa phùn duy trì vào sáng sớm ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tại nhiều khu vực đô thị như Hà Nội, chất lượng không khí tiếp tục ở ngưỡng nguy hại khi các lớp sương mù dày bao phủ, bụi bẩn không thể khuếch tán. Dù vậy, thời tiết trong hôm nay ở nhiều nơi tại miền Bắc cải thiện hơn một ngày trước, nền nhiệt tăng nhanh. Trời hửng nắng về trưa và chiều, độ ẩm vẫn ở ngưỡng cao khiến nồm ẩm tiếp diễn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo hiện tượng sương mù, mưa phùn khả năng kéo dài đến hết ngày 4 tháng 2. Ngày 5 tháng 2, miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh cường độ yếu. Hình thái này khiến thời tiết khu vực còn mưa nhỏ, nhưng nền nhiệt giảm, độ ẩm cũng giảm. Ngay sau đó, không khí lạnh tăng cường vào ngày 8 đến ngày 9 tháng 2, tức ngày 28-29 tháng Chạp, giúp miền Bắc kết thúc tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Lúc này, nồm ẩm có thể chấm dứt. Dịp Tết Nguyên đán, thời tiết miền Bắc duy trì nhiều mây, rét sâu về đêm và sáng sớm, với nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ C. Vùng núi và trung du có thể rét đậm, có nơi rét hại, mưa chỉ xuất hiện với lượng nhỏ và rải rác. Trong khi đó, mưa khả năng tập trung ở khu vực Trung Trung Bộ. Tại các tỉnh, thành phố Nam Bộ, thời tiết nắng mạnh trong những ngày Tết Nguyên đán, rất ít khả năng xuất hiện mưa. Một số nơi có thể xuất hiện nắng nóng trên 35 độ C. Miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng, hiện nay đang xuất hiện tình trạng sương mù trắng xóa như Sapa. Lái xe trong thời tiết sương mù tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, nguy hiểm, thậm chí là có thể liên quan đến cả tính mạng. Do vậy, tài xế cần nằm lòng, bẩy mẹo lái xe khi đường sương mù cực kỳ an toàn, tránh rủi ro. 1. Bật đèn sương mù nếu có. Hầu hết các mẫu xe ô tô hiện nay đều được trang bị sẵn đèn sương mù ở phía trước. Loại đèn này có nhiệm vụ định vị, hỗ trợ tăng sáng khi lái xe trong điều kiện tầm nhìn bị hạn chế như sương mù, mưa phùn. Đặc biệt, đèn sương mù chỉ chiếu sáng tầm thấp nên không gây chói mắt cho người lái xe ngược chiều. Do đó, trong điều kiện thời tiết có nhiều sương mù, bạn nên bật đèn sương mù để đảm bảo an toàn. 2. Bật đèn cốt, không bật đèn pha. Khi lái xe trong điều kiện thời tiết sương mù, nếu trời quá tối, bạn chỉ nên sử dụng đèn cốt chiếu gần, không nên bật đèn pha. Tuy đèn pha có cường độ ánh sáng mạnh và chiếu xa hơn, nhưng trong điều kiện sương mù quá dày, ánh sáng của đèn sẽ không thể lọt qua được mà sẽ bị phản xạ ngược lại, khiến tầm nhìn của người lái càng bị hạn chế hơn. 3. Giữ tốc độ, khoảng cách an toàn với xe phía trước. Trong điều kiện thời tiết sương mù, tầm nhìn của người lái bị hạn chế hơn rất nhiều và cũng làm cho đường xá trơn trượt hơn. Do vậy, để đảm bảo an toàn và kịp thời xử lý khi xảy ra tình huống bất ngờ, bạn cần lái xe chậm, giữ tốc độ, khoảng cách an toàn và tránh bám đuôi quá sát với xe phía trước. 4. Tránh phanh gấp, chuyển hướng đột ngột. Khi lái xe ở trong đường sương mù, bạn nên hạn chế phanh gấp và chuyển hướng đột ngột để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như cho những người xung quanh. Việc này giúp các tài xế khác dễ dàng xử lý kịp thời, tránh gây ra các sự cố rủi ro tai nạn. 5. Chạy bám theo vạch kẻ đường. Nếu sương mù quá dày đặc, người lái nên chạy xe đúng với làn đường quy định và bám theo các vạch kẻ đường bên dưới để đảm bảo an toàn. 6. Bật sưởi kính lái. Trời sương mù sẽ khiến nhiệt độ ngoài trời và trong xe chênh lệch với nhau, gây ra hiện tượng kính lái bị mờ. Để xử lý tình trạng này, bạn chỉ cần bật tính năng sưởi kính lái. 7. Đừng để bánh xe bị trượt. Hãy giữ xe đi trong làn đường của mình. Sương mù dày đặc có thể khiến bạn đi chệch khỏi làn đường trong vô thức. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.